Dạ, rất cảm ơn quý vị đã không rời băng tầng 57.3. Chương trình thi ca lại trở lại với quý vị ngay sau đây. Dạ vâng, thì cái vở kịch Bến nước ngũ bồ thì còn rất là dài phải không cô? Dạ vâng, thì những con biết làm sao không? Là bởi vì cô muốn nói đến cái tầm quan trọng của cái vở kịch này. Dạ. Vì vậy thì nếu mà bây giờ cái hàng của chúng ta nó không có tốt. Không có tốt là bởi vì nếu mà không có đưa giới thiệu, quý vị không có dùng quý vị đâu có biết cái hàng đó nó tốt. Bây giờ cô, cái ước vọng của cô mà cô không nói ra thì làm sao quý vị biết rằng là với cái vở kịch Bến Nước Ngũ Bồ nó hay như vậy mà từ xưa đến nay tại sao chương trình thi ca lại không có không có bật mí ra ngoài trước bên giờ phút này. Nhờ cô sức khỏe cũng yếu dần và cũng mong rằng rất tha thiết kêu gọi quý vị thương yêu chương trình thi ca sẽ ủng hộ cho cái chương trình này và để cho có một cái gì đó cũng như là một vở kịch Bến Nước Ngũ Bồ này cho cô được toại nguyện và cũng đã để lại một cái dấu ấn sau này cho con em của chúng ta. Không phải cô muốn đánh động những người có một tâm hồn yêu về nghệ thuật mà đó chưa có cơ hội mà mình thực hiện, thì bây giờ nhờ cái sự mà cô lên tiếng này biết là tất cả những tâm hồn đồng điệu đó họ sẽ tìm lại với nhau giống như cái hòn đá nam châm ấy, nó sẽ đi nó đi nhặt những cái đinh rơi vụn đó là sẽ đóng được thành một cái bức cái khung ảnh thật là đẹp. Đại khái là cô muốn như vậy. Thì cũng như cô bảo vậy này, chúng ta chỉ là những người đến đem những cái món ăn tinh thần rồi để chuyển sang cho những người là nhận thôi, và chúng ta chỉ có làm được công việc đó thôi. Vì vậy cho nên đến Bến Nước Ngũ Bồ á, chúng mình càng đọc càng say mê, và từ những cái lời kịch ở trong này đó nó rất là ý nghĩa, chẳng hạn như là Lê Liêm từ lối Đông Đô ra rồi dừng lại ngoài quán để lắng nghe, bởi vì một cô gái mà đang ngâm nga mà trong quán cô Ngọc Trinh ngâm, mà một người là một người tráng sĩ mà được nghe đúng với tâm sự của mình thì chắc chắn là phải cảm phục cái cô đó ghê lắm. Và phải đứng lặng người đi mà nghe ở ngoài á, là ở mà ngoài cái cô con gái cô đó mới 20 tuổi thôi phải không? Cô mới 20 tuổi nha. Thì mấy cô Thị Trinh nhà ta hát rồi mới vào khuất mé sau quán Lê Liêm mới định vào. Bởi vì đứng từ nãy giờ đứng lắng nghe thì bây giờ mới định vào thì mới lên tiếng. Ô hay quán không người, bởi vì cô Thị Trinh cô đi vào trong rồi. Hay quán không người, Thị Trinh mới thấy có khách thì mới đi ra. Cô thấy nó phải ăn khớp với nhau, nó rất nhịp nhàng như vậy thì nó mới thấy mình diễn đạt được cái vở kịch này, nó mới một cách là rất là sâu lắng và đem cái tâm hồn người ta mới trở về với những cái tâm hồn mà yêu thương quê hương, yêu thương đồng bào như thế nào. Ô hay quán không người, Thị Trinh ra xin quý khách dung tình không kịp đón. Là bây giờ xin lỗi đấy, như mình nói xin lỗi là xin câu nhẹ nhàng. Xin quý khách dung tình không kịp đón. Không kịp đón. Mới nghe mấy cái câu cô gái 20 nói vậy mà đã thấy rằng là lòng mình nó thấy sao xuyến rồi đó. Nương tử còn phơi lụa. Ý là ông ấy nói cho cô Thị Trinh để biết rằng ông ấy không phải ông mới tới mà ông đã đứng ở ngoài này lâu lắm rồi. Ông còn thấy cô phơi lụa nữa. Thì cô Thị Trinh này chắc rất là xúc động. Và đương hát, bởi vì cô đang là vừa phơi lụa mà cô lại đương hát thì làm sao mà mình để làm mất cái tư tưởng của cái cô gái này được. Thế thì con mới biết rằng là cô say mê là như vậy. Thị Trinh xin nhận lời quách của, nghĩa là ông nói vậy thì là rất đúng. Gặp lúc buồn nên hát nhảm cho vui. Đó, gặp lúc buồn nên hát thì nhảm cho vui. Cô cũng chưa thẹn là gặp lúc buồn thì hát nhảm thôi. Nhưng mà lúc đó không có dùng anh em mà là chỉ là không, khơi khơi. Đúng rồi, nghĩa là gọi là nói bâng quơ vậy thôi. Bâng quơ nhỉ.
gặp lúc buồn nên hát nhảm cho vui. Quý khách đi từ vạn dặm xa xôi, cần dùng rượu hơn cần nghe tiếng hát. Bởi quán này bán rượu, cần bán rượu. Nhưng mà muốn nói rằng là ông dừng chân đấy thì ông uống rượu. Rượu chứ sao ông cần uống rượu chứ ông đâu còn nghe hát đâu. Là cũng là cái tính cũng dí dỏm lắm phải không? Quý khách đi từ vạn dặm xa xôi, cần dùng rượu hơn cần nghe tiếng hát. Lê Liêm mới lên tiếng. Khi mà cô gái bán rượu thì lẽ tất nhiên là cô phải đi vào, cô mang vò rượu ra phải không? Dạ vâng. Có thấy không? Dạ vâng. Thì ông mới nâng cái vò rượu lên để ông mới rót ra mà hồi xưa nó không phải là cái ly đâu, nó là cái chén, cái bát đó. Dạ. Thế thì ông ấy nâng Thị Trinh với bà trong cái đem mà đem ra. Mà hồi xưa nó có cái vò như thế vậy chứ nó không phải là chai, thế nâng vò rượu ra. Thế rồi, đây là ly rượu chát cất bằng hoa và men lá biên khu. Vì cái quán nó bên nước Ngũ Bổ, nó ở bên sông Ngũ Bổ. Cất bằng hoa và men lá biên khu, xin mời người thưởng thức chút công phu. Là xin tráng sĩ dùng một chút, đó chút. Là của người dân nấu chứ cũng không phải là đi mua được ở đâu. Bởi chứ người ta bảo hồi xưa là nấu rượu á con. Rượu vâng. Lê Liêm chút công phu, nghĩa là nhắc lại cái lời của cái cô thiếu nữ này. Chút công phu. Người cất rượu và người rong chèo đợi. Khi cái quán mở ra là để đưa những các khách để đi sang chiêm sang tàu sông, và mở cái quán đó là để bán rượu với bán nước. Đó. Người cất rượu và người rong chèo đợi bên bến nước, mặc gió lùa tóc rối, mặc sương buông dầm gió ướt đôi vai, đợi một người xong mà ngó trước ngó sau ý tứ đó để xem có ai không đó rồi mới dám nói tiếp. Đợi một người, biết người đó là ai? Một tráng sĩ có phải không nương tử? Con thấy cái đối đáp đó là khi mà diễn cái vở kịch này đó, cô nghĩ rằng khi mà mình hình dung ra giữa hai người là đối thoại với nhau đó, thì giữa cái ánh mắt cho đến cái nhìn, cô thấy rằng cái cử chỉ đó thì nó sẽ làm cho cái vở kịch này nó tăng lên cái lòng sôi sục, cái lòng yêu nước và cái lòng cảm phục một cô con gái ở cái quán nước Ngũ Bổ đó để bán rượu và để đưa những tráng sĩ qua sông, để đưa những người là khách mạng. Vì nó phải ẩn và nó bao gồm được những cái cao thượng, cái cao cả của một người tráng sĩ và của một tâm một hồn cô, của một người con gái. Chứ nếu mà chỉ đọc không đó, mà mình không diễn đạt được bằng cử chỉ, bằng những hành động của mình thì nó không có nột, không có nột được cái lòng yêu nước. Người ta là lột xác đó. Đó, khi đó, nó không mình đóng một cái vai trò gì thì mình, nhất là kịch bản, phải viết ra rồi phải cái người đóng phải nhập tâm vô đóng đúng một cái vai của mình. Đúng rồi. Thì nó người ta gọi là phải lột xác ra để mình thành một cái nhân vật đó. Vì vậy người ta mới bảo nhập vai là bạn nhập vai đó, vào cái nhân vật thì ông ấy hỏi rằng là có phải là một tráng sĩ, có phải là cô đợi một tráng sĩ hay là rồi ỡm ờ nó là có phải không nương, có phải không nương tử đó. Giữa cái đó là người ta đã nhìn thấy rằng giữa cái tâm hồn đồng điệu một người tráng sĩ và một người con gái yêu quê hương và cũng như cộng tác với bố để đưa những người tráng sĩ sang sông. Thì con thấy khi mà cô nghĩ rằng khi mà nếu mà những người mà đóng cái vai này mà họ diễn đạt được cái tư tưởng và cái ý thức được cái nhiệm vụ của mình thì nó làm cho cái vở kịch Bến Nước Ngũ Bồ này nó tăng thêm được cái lòng xúc cảm và cái tình yêu quê hương, yêu đồng bào của tuổi trẻ lên. Ý là ý cô muốn như vậy. Thưa rằng được và thưa rằng không được. Được sao lại không được? Thưa rằng được, thưa rằng không được. Con cứ thử nghĩ một thiếu nữ nói một tráng sĩ thưa rằng được mà thưa rằng không được. Có thể, có nghĩa là có thể được và có thể không, nhưng mà thưa rằng được, thưa rằng không được đó, thì
thì cái ông chẳng, cũng không để cho ông tráng sĩ này ngạc nhiên quá, thì phải nói tiếp luôn. Thưa rằng được, nhưng mà thưa rằng không được. Vì đâu? Vì lý do gì không được? Vì nghiêm lệnh. Nghiêm lệnh là cái lệnh này là của bố. Của bố. Đó, vì nghiêm lệnh. Đó. Thế thì Lê Liêm ấy, ông ấy nói rằng của những quân xâm lược. Nghiêm lệnh là nghiêm lệnh của những quân xâm lược. Ông ấy hỏi rằng chứ không phải là cô này, thì cô nói rằng nghiêm lệnh là của bố cô ấy. Là đã ra lệnh cho cô phải làm cái gì rồi. Thì ông Lê Liêm lại tưởng đâu là của quân, quân thù nó bắt ông cô phải làm vậy. Thì ông ấy hỏi rằng của những quân xâm lược thì cái ý nhận là của những quân xâm lược có phải không, nhưng mà không có dùng không. Như vậy, nhưng mà ông ấy muốn nói rằng là của những quân xâm lược và cái lệnh đó thì ra sao. Là lệnh, đó. Thì cô Thị Trinh cô nói chứ lệnh Vương Phúc tướng quân là của cái thằng của cái thằng mà nó đang là làm tay sai cho quân Minh đó. Thì lệnh Vương Phúc tướng quân triệt hết giang thuyền hãm hại ngư dân, trăng lưới bắt những người sang chiêm quốc. Cố nói cho các anh nữ niêm biết rằng là lệnh của cái người mà đang làm tay sai cho quân tàu đó. Và để trăng lưới là để mà đón để bắt những cái ấy. Thì con thấy cái vở kịch Bến Nước Ngũ Bồ này nó hay không? Chắc cái vở kịch này phải đến tuần sau nữa cô. Ôi trời, không phải đâu. Nếu mà cô mà muốn để mà kêu gọi để mà có những mạnh thần quân mà ấy, cái vở kịch này cô nghĩ là mình phải nói một năm mới hết. Ôi vậy đấy. Dạ vâng, thì bây giờ mình đã phải lưu luyến chia tay cùng tất cả quý vị khán giả của đài VNTV. Rất tha thiết được thương yêu của quý vị để cho cái chương trình thi ca này mỗi ngày mỗi mới lạ hơn và được sự thương yêu của quý vị, thì cho nhất là cô Trúc Minh, cái lòng hoài cảm của cô, hoài mong của cô là sẽ được diễn hay là có một cái vở kịch Bến Nước Ngũ Bồ được hoàn thành. Và chúc quý vị có một tuần lễ thật vui tươi và hạnh phúc bên người thân của mình. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn lại quý vị trong chương trình tuần tới cũng vào ngày giờ này. Xin chào tạm biệt.